tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc. Để thật sự cười, anh phải có thể lấy nỗi đau của mình ra và chơi với nó. Giúp bạn bè khi họ cần thật dễ dàng, nhưng dành cho họ thời gian không phải lúc nào cũng thuận lợi. Chúng ta ai cũng muốn giúp người khác. Con người là thế. Chúng ta muốn sống bên hạnh phúc của nhau chứ không phải sự khổ sở của nhau. Bản chất thực sự của một người đàn ông xuất hiện khi anh ta say xỉn. Đây là một thế giới tàn nhẫn, và người ta phải tàn nhẫn để đối phó với nó. Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí. Tuyệt vọng là ma túy. Nó ru ngụ trí óc vào sự dửng dưng. Cuộc đời là bi kịch khi quay gần, nhưng là hài kịch khi quay xa. Tôi nghĩ một trong những điều trớ trêu của cuộc đời là gây ra sai lầm vào đúng lúc. Không có gì là vĩnh viễn trên thế giới độc ác này, thậm chí cả những rắc rối của chúng ta. Con người là thiên tài khi đứng một mình. Nhưng đám đông con người thì tạo ra con quái vật không đầu, một thằng ngu lớn lao, tàn bạo đi bất cứ nơi nào bị thúc. Ngôn từ rất trẻ. Thứ to nhất bạn có thể nói là con voi. Tôi không có nhiều kiên nhẫn với vật đẹp để cần phải giải thích mới hiểu được. Nếu nó cần thêm diễn giải từ ai khác ngoài người tạo ra nó, thì tôi tự hỏi liệu nó đã làm trọn mục đích của nó chưa. Anh muốn ý nghĩa làm gì chứ? Cuộc đời là khát khao, không phải một ý nghĩa. Sự căm thù của con người sẽ trôi qua, và những kẻ độc tài rồi sẽ chết, và sức mạnh chúng cướp của nhân dân sẽ trở về với nhân dân. Và chừng nào con người còn chết đi, tự do sẽ không bao giờ tàn lụi. Tôi luôn có nhiều trở ngại trong cuộc đời, nhưng đôi môi tôi không biết điều đó. Chúng luôn mỉm cười. Kẻ độc tài giải phóng chính mình, nhưng lại nô dịch hóa nhân dân. Tôi không tin công chúng biết mình muốn gì, đó là kết luận tôi thu được từ sự nghiệp của mình. Tại sao thi ca lại phải khiến người ta hiểu được? Điều đáng buồn nhất tôi tưởng tượng ra được là quen với sự xa hoa.